Kính thưa quý vị, vừa qua ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi có nhận được lá thư yêu cầu phản biện của ông Nguyễn Châu Lan, chủ kênh YouTube Châu Lan Sa Đéc, là một tín đồ của đạo Phật giáo Hòa Hảo. Tôi là La Ngọc Lâm, trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu. Tôi xin đọc nguyên văn toàn bộ lá thư của ông Nguyễn Châu Lan. Nội dung bức thư như sau: Thư yêu cầu về việc thông báo ông Nguyễn Nhân biết về sự phản biện của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo qua hai clip TikTok xúc phạm Phật giáo Hòa Hảo của ông và nhóm vấn đáp chùa Thiền Tông Tân Diệu. Thành phố Sa Đéc, ngày 14 tháng 8 năm 2023. Kính gửi ông Nguyễn Nhân. Tôi tên Nguyễn Châu Lan, sinh năm 1956, địa chỉ số 26, đường chùa Trại Quán, ấp Tân An, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Điện thoại số 0939 600 138. Chủ kinh YouTube Châu Lan Sa Đéc. Lý do thông báo: Nguyên vào ngày 6 tháng 8 năm 2023, chúng tôi đã phát hiện hai cái video clip TikTok với chủ đề vấn đáp về lịch sử đạo Phật giáo Hòa Hảo do Nguyễn Nhân và nhóm vấn đáp chùa Thiền Tông Tân Diệu thực hiện. Hai clip vấn đáp trên, ông Nguyễn Nhân đã có những phát biểu sai lầm nghiêm trọng về lịch sử đạo Phật giáo Hòa Hảo. Để kịp thời phản ứng nhằm ổn định sự phẫn nộ của hàng triệu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và hạn chế sự hiểu lầm của cộng đồng cư dân đã vô tình nghe qua lời nói phản cảm của ông, tôi đã đăng tải trên kênh Châu Lan Sa Đéc thời lượng 60 phút, phân tích chứng minh từng sai lầm nghiêm trọng của ông và chứng minh cho công luận biết tác hại của việc xúc phạm niềm tin tôn giáo của cộng đồng Phật giáo Hòa Hảo. Nội dung hai clip TikTok của ông đã vi phạm luật giới của kẻ tu hành và vi phạm pháp lệnh tôn giáo và bộ luật hình sự của Quốc hội ban hành. Trên tinh thần ôn hòa, thẳng thắn, phân minh, đúng, sai, tà, chánh, chúng tôi cũng muốn thể hiện tính đoàn kết các tôn giáo theo tinh thần pháp lệnh tôn giáo được Quốc hội ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2004. Bất đắc dĩ, chúng tôi phải lên sóng phản biện ôn hòa, đồng thời cũng rất muốn tìm hiểu sự thật và động cơ sai phạm của ông để có thể thông cảm hoặc hạn chế sự lây lan mâu thuẫn giữa Phật giáo Hòa Hảo và Thiền Tông Tân Diệu. Chúng tôi không muốn đưa vụ việc nhầm lẫn này đi đến việc truy cứu pháp luật, nên tôi đã đưa ra 5 yêu cầu trong clip phản biện của tôi. Trước khi đưa vụ việc này ra pháp luật xử lý, khi mà hình thức giải quyết ôn hòa không được ông hợp tác thiện chí, để ông sớm tiếp cận yêu cầu đề nghị của tôi qua kênh YouTube phản biện Châu Lan Sa Đéc ngày 11 tháng 6 năm 2023. Nay tôi gửi khẩn thư này với thiện chí hòa giải, công tâm khách quan, ôn hòa và thẳng thắn. Trong giới hạn bức thư này, tôi xin tóm lược sơ bộ về những sai lầm của ông kèm theo một số yêu cầu như sau. 1. Cái sai mà ông phát biểu hôm đó gồm: Phật giáo Hòa Hảo là đạo thần do ông Huỳnh Phú Sổ khai sáng. Khi ông Huỳnh Phú Sổ chết, Phật giáo Hòa Hảo biến thành đạo tiên, rồi sau đó thành đạo Phật Hòa Hảo. Câu đầu tiên, Huỳnh Phú Sổ tuyên bố là quản lý năm non bảy núi. Phật giáo Hòa Hảo không có pháp tu giải thoát. Phật giáo Hòa Hảo tu tiên mà giải thoát về Phật giới sao được? Ông Huỳnh Phú Sổ chết không chịu sống năm non bảy núi nữa,
ông đã về cực lạc sống. Ông Huỳnh Phú Sổ không biết đường về Phật. Đạo Phật còn không về Phật giới được kia mà. Đạo Phật giáo hòa hảo chỉ kêu họ làm phước thành tiên thôi, chứ sao về Phật giới được. Tệ hại nữa là ông giải bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương. Bửu là chính, có nghĩa chín ngọn núi thơm lạ. Còn nữa, rất nhiều sai lầm nghiêm trọng của ông. Hai, chúng tôi đề nghị ông đưa ra những tư liệu, sách kinh, chứng minh những phát biểu của ông có căn cứ. Ba, ông nên tổ chức một cuộc gặp gỡ chúng tôi tại chùa Thiền Tông Tân Diệu để cùng thảo luận ôn hòa và được tận mắt xem những tài liệu về Phật giáo hòa hảo mà ông đã có tham khảo. 4. Nếu vì lý do bệnh hoạn hay gì đó không thể tiếp chúng tôi hoặc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khác, thì ông nên nhanh chóng cho chuyên viên kỹ thuật vi tính tháo gỡ toàn bộ những clip video nói về Phật giáo hòa hảo từ trước đến nay. Tôi sẽ không truy cứu. 5. Nếu mọi yêu cầu trên ông thản nhiên không đáp ứng, thì bất đắc dĩ tôi phải tiến hành một chiến dịch phản biện quy mô và trường kỳ bằng hai hình thức mà tôi đã từng thực hiện có hiệu quả từ lâu như sau. 1. Lên YouTube để vạch trần những gì ông nhầm lẫn đối với Phật giáo hòa hảo và những nhận định sai về đạo Phật trong 5 quyển sách ông đã phát hành mà tôi đã có đọc. 2. Đồng thời viết đơn khiếu tố về phát ngôn vi phạm pháp luật của ông đến Long An và các cơ quan quản lý tôn giáo trung ương, như tôi đã từng làm với những người đã từng xúc phạm Phật giáo hòa hảo trước đây. Cuối thư, chúng tôi không quên chúc ông minh mẫn và tỉnh táo, mạnh khỏe để đưa ra một quyết định sáng suốt, ôn hòa nhất có thể. Trân trọng chào ông, người viết Nguyễn Châu Lan. Nơi gửi để biết: Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam Long An, Ban trị sự Phật giáo Hòa hảo Trung ương An Hòa Tự. Người nhận: địa chỉ 273 ấp Chánh Hội, Tân Mỹ, Đức Hòa, Long An. Địa chỉ: chùa Thiên Châu, số 101 Quỳnh Văn Nhất, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại 0272 38 39 017. Xin cảm ơn Thiền gia Ngọc Lâm, trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu, đã đọc lại nội dung bức thư mà ông Nguyễn Châu Lan đã gửi về chùa Thiền Tông Tân Diệu và yêu cầu phản biện. Tôi là Thiền gia Anh Tuấn, cũng là viện phó của chùa Thiền Tông Tân Diệu. Sau đây, tôi xin thay mặt Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân, chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu, đọc lá thư phúc đáp gửi ông Nguyễn Châu Lan Sa Đéc. Nội dung của thư phúc đáp như sau, xin kính mời quý vị lắng nghe. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu, số 273, ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Kính gửi thầy Nguyễn Châu Lan, địa chỉ số 26 đường chùa Trại Quán, ấp Tân An, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Trích yếu phúc đáp thư của thầy Nguyễn Châu Lan. Kính trình thầy Nguyễn Châu Lan. Hiện giờ ông Nguyễn Công Nhân là chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu quá già yếu, đang nằm ở bệnh viện, ăn nói lẩm cẩm, không còn trí nhớ sáng suốt nữa, nên ăn nói không đúng đâu với đâu cả. Nếu ông Nguyễn Công Nhân là chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu có nói sai lời gì với thầy, cũng xin thầy bỏ qua, kính xin thầy đừng bắt lỗi ông ấy. Chúng con cảm ơn thầy nhiều lắm. Chúng con xem trên mạng mới biết thầy kể như sau. 1. Có người hỏi tu theo đạo Phật và hảo để thành gì? 2. Sau khi thành làm việc chi? Sự thật, ông Nguyễn Công Nhân, 85 tuổi, là chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu, không biết đạo Phật giáo hòa hảo tu để thành gì. Sau khi thành làm việc chi, ông Nguyễn Công Nhân là chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu thật sự không biết. Ông Nguyễn Công Nhân là chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu
có hỏi một vị tu theo đạo Phật hòa hảo. Vị này trả lời như sau: Tôi tu theo đạo Phật hòa hảo, thầy dạy tôi tu để thành vị thần giữ núi ở Thất Sơn. Ông Nguyễn Công Nhân là chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu có hỏi vị thứ hai là tu theo Phật giáo hòa hảo để thành gì? Vị này trả lời như sau: Tôi tu theo đạo Phật giáo hòa hảo, thầy dạy tôi tu để thành tiên ở trên nước trời Cực Lạc. Kính thưa thầy Nguyễn Châu Lan, vì ông Nguyễn Công Nhân là chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu có hỏi hai vị, mỗi vị trả lời một lối thành, nên khi có người hỏi ông Nguyễn Công Nhân là chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu hỏi đạo Phật giáo hòa hảo tu để thành gì? Ông Nguyễn Công Nhân là chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu, được hai vị tu theo đạo Phật giáo hòa hảo. Một người nói tu thành thần ở năm non bảy núi, một người nói tu thành tiên trên trời. Ông Nguyễn Công Nhân là chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu, lấy lời của hai vị tu theo đạo Phật giáo hòa hảo để trả lời cho người hỏi, trả lời cho khách hỏi, căn cứ vào lời của hai vị tu theo đạo Phật giáo hòa hảo mà nay thầy Nguyễn Châu Lan bảo là sai. Kính thưa thầy Nguyễn Châu Lan, hôm nay ông già Nguyễn Công Nhân 85 tuổi, chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu nay ốm, mai đau, đi đứng không nổi, đang nằm ở bệnh viện. Vì vậy, ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng con xin thay mặt ông già Nguyễn Công Nhân 85 tuổi, chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu xin gửi thư phúc đáp này đến thầy Nguyễn Châu Lan. Và xin lỗi thầy Nguyễn Châu Lan về việc ông già Nguyễn Công Nhân 85 tuổi, chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu nói sai. Vậy, thầy Nguyễn Châu Lan cho chúng con xin lỗi thầy Nguyễn Châu Lan. Thầy Nguyễn Châu Lan hỏi chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng con tu theo kinh hay sách nào của đạo Phật? Chúng con xin kính thưa, chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng con tu theo quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bí mật truyền theo dòng Thiền Tông, do 36 vị tổ Thiền Tông Ấn Độ, Trung Hoa và Việt Nam bí mật truyền đi. Sau cùng, Đức Vua Trần Nhân Tông nhờ Thiền Tông Sư Thích Đức Hà bí mật truyền cho chùa Thiền Tông Tân Diệu ở số 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, giao cho Thiền Tông Sư Ni Đức Thảo. Thiền Tông Sư Ni Đức Thảo giao lại cho soạn giả Nguyễn Nhân. Soạn giả Nguyễn Nhân viết ra 11 quyển sách trình bày về pháp môn Thiền Tông học này, được hai nhà xuất bản tôn giáo và học đức cấp phép xuất bản. Được chính quyền ba cấp của tỉnh Long An cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam hai cấp cũng của tỉnh Long An cho công bố ra ngày 14 tháng 5 năm 2017. Có sự tham gia của chính quyền tỉnh Long An, báo chí, đài truyền hình trung ương cũng như thành phố Hồ Chí Minh đến tham dự. Còn việc giải đáp thắc mắc về pháp môn Thiền Tông học này, ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi được chính quyền ba cấp của tỉnh Long An cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam hai cấp cũng của tỉnh Long An cho phép giải đáp thắc mắc về pháp môn Thiền Tông học này. Pháp môn Thiền Tông này á, Đức Phật dạy cách đây là 2561 năm. Mục đích gì duy nhất để tu cho thành Phật? Đảng nhà nước á, thì quý vị cũng biết rồi, đảng nhà nước thì lúc nào cũng tạo điều kiện thuận lợi cho bà con Phật tử, các nhà sư, quý thầy, các tôn giáo hoạt động. Thì sau khi trao đổi với Quỹ ban xã Tân Mỹ xong thì thấy cái đơn của bác Nhân gửi thì thấy là mình tổ chức một cái khóa truyền đạt giáo lý giáo lực tại chùa Tân Diệu. Thì chỉ có về phía nhà nước chỉ có yêu cầu bác Nhân với cái chỗ chùa Tân Diệu mình thực hiện đúng các cái quy định của nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, về an ninh trật tự, rồi vệ sinh môi trường. Còn lại tất cả các cái khác thì về tín ngưỡng tâm linh thì mình cứ làm, cứ thực hiện, không có vấn đề gì. Đó vậy cho nên là rất vui mừng và tuyên dương công đức Chúa là người
xây dựng trùng tu lại ngôi chùa Tân Diệu. Nhân đó mà chú đã nhận được cái ý chỉ hay là thiền tâm để chú mở ra cái khóa, cái lớp để dạy, để hướng dẫn, để giải thích về tư vấn các cái Phật tử cũng như các thành viên mà để muốn tìm hiểu, học hỏi thêm hay là sâu vào trong cái kinh ở trong giáo lý của Đức Phật, thì đến đây mở cái lớp này vào ngày Chủ nhật để trao đổi, để hướng dẫn cho quý Phật tử tìm hiểu thêm. Thì đó là tinh thần phát triển của chú Út rất là cao, rất là tốt đẹp, lại có đầy đủ nhân viên, có những cái thành viên cũng như quý Phật tử cũng đã tham gia, cũng đã ủng hộ, cũng đã xây dựng trùng tu cái thiền tông Tân Diệu, càng ngày càng thấy nó phát triển rất là tốt đẹp. Tinh thần này cũng về mặt giáo hội cũng trân trọng biết ơn chú Út, trưởng ban quản trị chùa Tân Diệu. Trân trọng kính trình thầy Nguyễn Châu Lan. Thầy Nguyễn Châu Lan hỏi chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng con tu theo pháp môn nào của đạo Phật? Chúng con xin kính thưa, chúng con tu theo quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam có 4 chữ giác ngộ và giải thoát của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy. Chúng con trình cho thầy Nguyễn Châu Lan biết 4 chữ giác ngộ và giải thoát này. Kính xin thầy cho phép chúng con trình bày 19 phần giác ngộ như sau. Giác ngộ 1. Hiểu biết toàn diện trong càn khôn vũ trụ này có mấy loài sống trong đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rất rõ ràng. Những người nghe giác ngộ thứ nhất này ai cũng khen cho là hay và nói: thật, đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam rất thực tế và khoa học. Thật đúng là đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam ở trái đất này không nơi nào dạy mà chuyên dạy lạy lục, cúng tụng, cầu sinh thôi. Giác ngộ thứ hai, hiểu biết toàn diện trong Phật giới, loài nào sống trong đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rất rõ ràng. Những người nghe giác ngộ thứ hai này, ai cũng khen cho là hay và nói: thật, đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam rất thực tế và khoa học. Thật đúng là đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam vậy. Ở trái đất này không nơi nào dạy mà chuyên dạy lạy lục, cúng tụng, cầu sinh thôi. Giác ngộ thứ ba, hiểu biết toàn diện trong hệ mặt trời có mấy loài nào sống trong đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rất rõ ràng. Những người nghe giác ngộ thứ ba này ai cũng khen cho là hay và nói: thật, đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam rất thực tế và khoa học. Thật đúng là đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam vậy. Ở trái đất này không nơi nào dạy mà chuyên dạy lạy lục, cúng tụng, cầu sinh thôi. Giác ngộ thứ tư, hiểu biết toàn diện trong địa giới có mấy hành tinh tứ đại, có mấy loài sống trong đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rất rõ ràng. Những người nghe giác ngộ thứ tư này ai cũng khen cho là hay và nói: thật, đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam rất thực tế và khoa học. Thật đúng là đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam vậy. Ở trái đất này không nơi nào dạy mà chuyên dạy lạy lục, cúng tụng, cầu sinh thôi. Giác ngộ thứ năm, hiểu biết toàn diện trong các nước trời dục giới có mấy loài nào sống trong đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rất rõ ràng. Những người nghe giác ngộ thứ năm này ai cũng khen cho là hay và nói: thật, đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam rất thực tế và khoa học. Thật đúng là đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam vậy. Ở trái đất này không nơi nào dạy mà chuyên dạy lạy lục, cúng tụng, cầu sinh thôi. Giác ngộ thứ sáu, hiểu biết toàn diện trong các nước trời hữu sắc có mấy loài nào sống trong đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rất rõ ràng. Những người nghe giác ngộ thứ sáu này ai cũng khen cho là hay và nói: thật, đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam rất thực tế và khoa học.
Thật đúng là đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam vậy. Ở trái đất này, không nơi nào dạy mà chuyên dạy, lạy lục, cúng tụng, cầu sinh thôi. Giác ngộ thứ 7. Hiểu biết toàn diện trong nước trời tiên Tây Phương Cực Lạc, có mấy hành tinh và có mấy loài sống trong đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rất rõ ràng. Những người nghe giác ngộ thứ 7 này, ai cũng khen, cho là hay và nói: thật, đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam rất thực tế và khoa học. Thật đúng là đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam vậy. Ở trái đất này không nơi nào dạy mà chuyên dạy, lạy lục, cúng tụng, cầu sinh thôi. Giác ngộ 8. Sống ở các hành tinh địa giới có mấy loài sống chung. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rất rõ ràng. Những người nghe phần giác ngộ thứ 8 này, ai cũng khen, cho là hay và nói: thật, đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam rất thực tế và khoa học. Thật đúng là đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam vậy. Ở trái đất này không nơi nào dạy mà chuyên dạy, lạy lục, cúng tụng, cầu sinh thôi. Giác ngộ thứ 9. Ở trái đất này loài thần làm việc gì? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rất rõ ràng. Những người nghe phần giác ngộ thứ 9 này, ai cũng khen, cho là hay và nói: thật, đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam rất thực tế và khoa học. Thật đúng là đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam. Ở trái đất này không nơi nào dạy mà chuyên dạy, lạy lục, cúng tụng, cầu sinh thôi. Giác ngộ thứ 10. Ở trái đất loài thánh làm việc gì? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rất rõ ràng. Những người nghe giác ngộ thứ 10 này, ai cũng khen, cho là hay và nói: thật, đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam rất thực tế và khoa học. Thật đúng là đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam vậy. Ở trái đất này không nơi nào dạy mà chuyên dạy, lạy lục, cúng tụng, cầu sinh thôi. Giác ngộ thứ 11. Ở trái đất này loài tiên làm việc gì? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rất rõ ràng. Những người nghe phần giác ngộ thứ 11 này, ai cũng khen, cho là hay và nói: thật, đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam rất thực tế và khoa học. Thật đúng là đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam vậy. Ở trái đất này không nơi nào dạy mà chuyên dạy, lạy lục, cúng tụng, cầu sinh thôi. Giác ngộ thứ 12. Ở trái đất loài ngạ quỷ làm việc gì? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rất rõ ràng. Những người nghe phần giác ngộ thứ 12 này, ai cũng khen, cho là hay và nói: thật, đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam rất thực tế và khoa học. Thật đúng là đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam vậy. Ở trái đất này không nơi nào dạy mà chuyên dạy, lạy lục, cúng tụng, cầu sinh thôi. Giác ngộ thứ 13. Ở trái đất này loài người làm việc gì? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rất rõ ràng. Những người nghe phần giác ngộ thứ 13 này, ai cũng khen, cho là hay và nói: thật, đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam rất thực tế và khoa học. Thật đúng là đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam vậy. Ở trái đất này không nơi nào dạy mà chuyên dạy, lạy lục, cúng tụng, cầu sinh thôi. Giác ngộ thứ 14. Ở trái đất này có địa ngục, người tu xuống địa ngục làm gì? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rất rõ ràng. Những người nghe phần giác ngộ thứ 14 này, ai cũng khen, cho là hay và nói: thật, đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam rất thực tế và khoa học. Thật đúng là đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam vậy. Ở trái đất này không nơi nào dạy mà chuyên dạy, lạy lục, cúng tụng, cầu sinh thôi. Giác ngộ thứ 15. Ở trái đất tu làm sao giải thoát? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rất rõ ràng. Những người nghe phần giác ngộ thứ 15 này, ai cũng khen, cho là hay và nói: thật, đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam rất thực tế và khoa học. Thật đúng là đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam vậy. Ở trái đất này không nơi nào dạy mà chuyên dạy, lạy lục, cúng tụng, cầu sinh thôi. Giác ngộ thứ 16. Ở trái đất này tại sao tu còn bị luân hồi?
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rất rõ ràng. Những người nghe phần giác ngộ thứ 16 này, ai cũng khen, cho là hay và nói: thật, Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam rất thực tế và khoa học. Thật đúng là Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam vậy. Ở trái đất này, không nơi nào dạy mà chuyên dạy, lạy lục, cúng tụng, cầu xin thôi. Giác ngộ thứ 17. Ở trái đất, tại sao tu mà bị xuống địa ngục? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rất rõ ràng. Những người nghe phần giác ngộ thứ 17 này, ai cũng khen, cho là hay và nói: thật, Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam rất thực tế và khoa học. Thật đúng là Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam. Ở trái đất này, không nơi nào dạy mà chuyên dạy, lạy lục, cúng tụng, cầu xin thôi. Giác ngộ thứ 18. Ở trái đất, tu làm sao bị hoa báo? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rất rõ ràng. Những người nghe giác ngộ thứ 18 này, ai cũng khen, cho là hay và nói: thật, Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam rất thực tế và khoa học. Thật đúng là Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam vậy. Ở trái đất này, không nơi nào dạy mà chuyên dạy, lạy lục, cúng tụng, cầu xin thôi. Giác ngộ thứ 19. Ở trái đất, tu làm sao bị xuống hầm lửa lớn, tức quả ngục? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rất rõ ràng. Những người nghe phần giác ngộ thứ 19 này, ai cũng khen, cho là hay và nói: thật, Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam rất thực tế và khoa học. Thật đúng là Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam vậy. Ở trái đất này, không nơi nào dạy mà chuyên dạy, lạy lục, cúng tụng, cầu xin thôi. Trân trọng kính trình Thầy Nguyễn Châu Lan. Chúng con xin kính trình Thầy hai chữ giải thoát. Người hành theo pháp môn Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam muốn giải thoát chỉ thực hiện các phần như sau. Phần 1. Học công thức, tạo công đức. Nhớ, đừng tạo 5 nghiệp như sau. 1. Nghiệp phước đức dương, để lên trời sống. 2. Nghiệp phước đức âm, để làm người giàu sang ở trái đất này. 3. Nghiệp ác đức, sống ở địa ngục. 4. Nghiệp siêu ác đức, sống ở hầm lửa lớn, cũng gọi là quả ngục. 5. Nghiệp làm hoa báo, sống nương ở các cây to, để vị thần quản lý dẫn đi, trả nợ. Phần 2. Học làm sao đạt được danh hiệu Phật gia Thiền Tông, được cấp bằng này. Phần 3. Học cho thông đường trở về Phật giới, để không bị các loài cô hồn dụ mình ở lại trái đất này, để hưởng nghiệp phước đức dương hay nghiệp phước đức âm. Đặc biệt, đừng có nghe lời các vị cô hồn dụ mình vào làm các loài cô hồn các đảng, là chết ngắt cuộc đời của người tu theo pháp môn Thiền Tông. Trên đây là cơ bản của Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam mà Chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi tổ chức thực hiện. Cũng xin kính trình và báo cáo với Thầy Nguyễn Châu Lan biết. Việc ông Nguyễn Công Nhân, chủ Chùa Thiền Tông Tân Diệu, 85 tuổi, già nua, ăn nói lẩm cẩm, không đúng chút nào. Ông già Nguyễn Công Nhân này hiện đang nằm bệnh viện, lúc tỉnh, lúc mê. Thôi cũng kính xin Thầy Nguyễn Châu Lan bỏ qua cho ông ta. Chúng con xin cảm ơn Thầy Nguyễn Châu Lan nhiều lắm. Còn việc Thầy bảo Chùa Thiền Tông Tân Diệu tổ chức gặp gỡ thì ban quản trị chúng con đồng ý. Nhưng đề nghị Thầy Nguyễn Châu Lan có văn bản rõ ràng. Đến Chùa Thiền Tông Tân Diệu có bao nhiêu vị? Và cho biết thời gian. Nếu có hỏi về Thiền Tông thì hỏi về vấn đề gì để chúng con biết. Để chúng con trình xin Ủy ban Nhân dân xã Tân Mỹ đón tiếp quý Thầy. Vì hiện nay Chùa Thiền Tông Tân Diệu của chúng con được Ủy ban Nhân dân xã yêu cầu tạm ngưng hoạt động. Thông tin tuyên truyền liên quan Chùa Tân Diệu. Chùa Tân Diệu địa chỉ 273 ấp Bến Hội, xã Tân Mỹ, được Giáo hội Phật giáo Việt Nam công nhận và đang quản lý. Tuy nhiên, từ năm 2016, ông Nguyễn Công Nhân đã tự ý khai tên Chùa Tân Diệu thành Thiền Tông Tân Diệu, tự xưng là Diện Chủ, trưởng ban trị sự,
và xây dựng cơ nới nhà ở theo kiến trúc chùa. Nơi đây thường xuyên bị ra các hoạt động tụ tập đông người trái quy định pháp luật và truyền đạo trái phép, làm ảnh hưởng đến chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo, gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Ông Nguyễn Công Ngân không phải là chức sắc không đủ tư cách pháp nhân để quản lý sinh hoạt tín ngưỡng tại chùa Tân Diệu. Vì sinh hoạt tôn giáo không đúng quy định là hành vi bất hợp pháp và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Vì vậy, đề nghị người dân không nghe theo lời sử dụng, lời kéo, không tụ tập đông người, không tham gia vào các hoạt động sinh hoạt tôn giáo trái phép tại đây. Nếu Ủy ban Nhân dân xã Tân Mỹ cho phép thì chúng con tổ chức đón tiếp các quý thầy. Cũng xin quý thầy đừng hỏi chúng con về linh thiêng. Thật tình chúng con không biết, mà chỉ biết công thức của Đức Phật dạy. Một, cây cỏ hoa lá, vân vân. Đầu tiên có ở trái đất này như thế nào thì chúng con biết, vì Đức Phật có dạy chúng con. Hai, muôn thú đầu tiên có ở trái đất này như thế nào thì Đức Phật có dạy chúng con. 3. Các loài cá, tôm, cua, vân vân đầu tiên ở trái đất này có như thế nào thì chúng con biết, Đức Phật có dạy. 4. Các vị Phật đầu tiên có ở Phật giới, tại sao có, chúng con biết, vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có trình bày trong quyển Giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam. 5. Các vị trời đầu tiên có ở tam giới, tại sao có, chúng con biết, vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có trình bày trong quyển Giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam. 6. Các vị tiên đầu tiên ở nước trời Cực Lạc, tại sao có, chúng con biết, vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có trình bày trong quyển Giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam. 7. Các vị thần, thánh, tiên và ngạ quỷ đầu tiên có ở trái đất này, tại sao có, chúng con biết, vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có trình bày trong quyển Giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam. 8. Các loài người đầu tiên có ở trái đất này, tại sao có, chúng con biết, vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có trình bày trong quyển Giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam. 9. Các đạo lập ra ở trái đất này để làm gì? Chúng con biết, vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có trình bày trong quyển Giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam. 10. Các đạo lập ra ở trái đất này, vị nào lập ra để làm chi? Chúng con biết, vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có trình bày trong quyển Giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam. 11. Các vị tu theo các đạo ở trái đất này tu để thành gì? Chúng con biết, vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có trình bày trong quyển Giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam. 12. Các vị tu theo đạo ở trái đất này tu mà đã thành rồi làm chuyện chi? Chúng con biết, vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có trình bày trong quyển Giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam. 13. Tại sao Đức Phật dạy câu ở trái đất này tu là bị nhân quả, không trở về Phật giới được? Chúng con biết, vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có trình bày trong quyển Giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam. 14. Tại sao Đức Phật dạy câu ở trái đất này tu là bị nhân quả, không trở về Phật giới được? Chúng con biết, tại sao như vậy? Vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có trình bày trong quyển Giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam. 15. Ở trái đất này, chuyện linh thiêng là do vị nào làm ra? Chúng con biết, vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có trình bày trong quyển Giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam. Trân trọng kính trình thầy Nguyễn Châu Lan. Trên đây là một phần nhỏ mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã trình bày trong quyển Giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam. Chúng con là ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu, kính gửi đến thầy Nguyễn Châu Lan lời xin lỗi với thầy về những lời nói không đúng sự thật Đạo Phật Giáo Hòa Hảo tổ chức tu. Vậy Đạo Phật Giáo Hòa Hảo tu thành gì? Xin thầy cho chúng con biết. Con cảm ơn rất nhiều ạ. Kính mong thầy đến viếng chùa Thiền Tông Tân Diệu
trình bày công thức tu của đạo Phật giáo Hòa Hảo. Cách mà Đức Thầy lên tòa sen bay đi ạ. À. Trân trọng kính chào Thầy Nguyễn Châu Lan, Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu.